Đây toàn bộ về các cái chi tiết ở phía sau của tủ. Thứ nhất là gồm một bo mạch điện tử. Thì đây là dòng máy in. Thì chúng ta có khối lọc nguồn. Đấy, khối này là khối lọc này, lọc xung yếu cao tần. Khối này là khối công suất. Đấy, tức là nó tương ứng với bo mạch ở bên ngoài trong cái dòng điều hòa. Khối này là khối nguồn và khối xử lý. Khối xử lý. Đấy, khối này đó là gì ạ? Khối nguồn này. Khối công suất này. Khối mạch lọc này và xử lý tín hiệu ở đây. Thì trong đó có IC ở trong ngăn mát và IC này để điều khiển vi xử lý, để điều khiển ra mạch công suất. Thì đấy là đối với cái bo điều khiển thì chúng ta sẽ phân tích. Đây các em quan sát ở phía dưới thì gồm một máy nén. Gồm một máy nén. Thì đây là một máy nén này. Dàn ngưng thì chúng ta đang được bố trí ở hai bên sườn. Nhưng các em nhìn vào đây, đây cũng là một trong những cái cũng có điểm ưu nhưng cũng có điểm nhược. Thì một số dòng tủ lạnh thì chúng ta đang sử dụng đầu đẩy của dàn nóng được ngâm ở trong một cái khay chứa nước khi xả băng. Thì khay này là khay để chúng ta chứa nước khi mà xả tuyết ở bên trên hai cái dàn ngăn đông và ngăn mát thì nước nó sẽ chảy vào đây. Thì chảy vào đây thì lúc này là chính cái dàn ngưng của chúng ta chuyển từ dàn ngưng đó là gì ạ? Tỏa nhiệt bằng phương pháp đó là gì ạ? Đối lưu tự nhiên sang sử dụng là ngưng tụ nhờ vào nước. Thì môi trường nhờ vào nước thì nó có cái điểm ưu của chúng ta đó là gì ạ? Ngưng tụ tốt nhưng có điểm nhược là kết hợp với dàn nóng thì lúc này sẽ bị oxy hóa về cái dàn này rất là cao. Và khi mà thầy đi sửa thì thầy gặp đối với một số các cái tủ lạnh thì chính cái dàn này của chúng ta rất hay bị thủng trong cái đoạn đường ống này. Đấy, trong cái đoạn đường ống này. Thứ hai là các em nhìn vào đây thì đối với cái dòng tủ lạnh thì cũng tương tự như điều hòa. Đấy thì chúng ta thấy là có phin này. Thì phin thì ở đây đang sử dụng là van tiết lưu điện tử. Đang sử dụng là từ van tiết lưu điện tử này sẽ chia ra làm hai tiết lưu, một là tiết lưu ở trên ngăn đông, hai là ở ngăn mát. Thì đối với cuộn coi van điện tử này lúc này sẽ mở điều chỉnh để chúng ta sẽ mở cái lưu lượng ga vào ngăn đông hay là vào ngăn mát. Đấy, cũng tương tự như máy điều hòa của chúng ta là dạng máy điều hòa multi, một mẹ và nhiều con. Thì tức là một cục nóng nhưng có nhiều mặt lạnh. Thì cũng đang sử dụng cáp điện tử để chúng ta chia cái lưu lượng ga lỏng để đi vào hai dàn. Thì dựa vào cái cảm biến của ngăn mát thì trong đó là cái ngăn mát của chúng ta thì không thể chuyển sang ngăn đông bởi vì cấu trúc của cái dàn của chúng ta là diện nó nhỏ. Đấy, cấu trúc của dàn của chúng ta nhỏ. Thế nên không thể chuyển từ ngăn mát sang ngăn đông mà ở đây chỉ chuyển từ ngăn đông sang ngăn mát. Thì khi đó dựa vào cáp tiết lưu thì lúc này là thay đổi cái lưu lượng ga để đi vào ngăn đông. Thì đây chính là cái cuộn coi. Thì một trong những nguyên nhân khi hỏng cái cuộn này thì không thể mở ga sang hai bên. Thì lúc đó là máy của chúng ta có thể là ngăn đông làm lạnh được nhưng ngăn lạnh không lạnh, hoặc là ngăn lạnh làm lạnh được nhưng lại ngăn đông lại không có lạnh. Thì có thể do tắc cáp này hoặc là hỏng cuộn dây điện tử ở đây thì sẽ dẫn tới là sẽ không hoạt động. Thì đối với cuộn dây điện tử này thì chúng ta kiểm tra tương tự như motor cánh vấy ở trong điều hòa. Thì chúng ta sẽ kiểm tra đó là gì ạ? Giữ một que đồng hồ là chân trung và đo vào các cái chân còn lại mà có 4, ở đây là chúng ta đang có 5 dây là có 4 cặp giá trị điện trở bằng nhau. Thì đó là gì ạ? Thường là cuộn dây này của chúng ta đang tốt. Đấy, cuộn dây này của chúng ta đang tốt. Thì đấy là đối với cáp điện tử. Thì thường hay hỏng này. Ở phía sau này thì chúng ta thấy là hệ thống của chúng ta một là rất hay hỏng. Dàn nóng này khi mà xảy ra hiện tượng là ngâm nước sẽ bị oxy hóa gây thủng, mất ga và hệ thống của chúng ta không có lạnh. Hai, hỏng cuộn dây điện tử. Hỏng cuộn dây điện tử không mở ga cho hai dàn. Hai là tắc cáp nối giữa hai dàn. Một dàn là ngăn đông và một dàn là ngăn lạnh. Ba là tắc phin. Thì đấy là những cái hư hỏng đối với trong cái tủ lạnh Samsung. Thầy đã giới thiệu từ cấu tạo và một số những cái trường hợp hư hỏng trong cái dàn. Thì bây giờ các em sẽ quan sát và kiểm tra lại, đo về một số cái thiết bị điện trong cái tủ lạnh cho thầy. Thầy xin mời cả lớp.